Trời cuối thu xanh ngắt, dưới cái nắng hanh hao của sự chuyển mùa, những khóm ta cà lào đang hé những cánh mỏng manh đón nhận tia nắng ấm. Từ trên những ngọn tháp chăm cổ kính cho đến những đền thờ ở các làng chăm đều như đang kiển mình thức dậy, chuẩn bị đón nhận một mùa ca tê rộn ràng, ngày hội mang đậm hương sắc của văn hóa dân gian dân tộc Chăm. Những ngọn tháp nắng hùng vĩ như sống lại trong những ngày tháng 7 Chăm lịch. Tiếng đọc kinh trầm trầm của các thầy sư cả, thầy các thờ đưa mọi người vào một không gian linh thiêng của lễ hội đền tháp. Lễ hội KT Chăm là nơi hội tụ quy mô nhất trong hệ thống các lễ hội liên quan đến đền tháp Chăm. Lễ hội KT chính là nơi hội tụ sinh hoạt cộng đồng và là nơi diễn sướng dân gian đặc sắc trong kho tàng văn hóa Chăm. Lễ hội diễn ra trong một không gian rộng lớn, từ đền tháp, làng và đến gia đình. Nó thực sự cuốn hút tất cả mọi thành viên trong cộng đồng, liên kết hòa lại trong một môi trường văn hóa tín ngưỡng đậm chất dân gian huyền ảo. Mồng 1 tháng 7 Chăm lịch cũng chính là ngày khởi đầu cho lễ hội KT, một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Chăm. Mở đầu cho những ngày hội sôi động, các đền tháp Chăm như chuyển mình đón nhận dòng người hành hương từ khắp nơi về tháp tụ hội. Họ mang theo trong mình sự tự hào của văn hóa ngàn năm, vẻ bí ẩn của kiến trúc đền tháp, và quan trọng hơn đó là tấm lòng thành kính tạ ơn thần linh, các bậc tiền nhân của dân tộc. Những điệu múa dập dìu uốn lượn, tiếng trống hòa cùng với saranai, vũ điệu truyền thống hiện đại, bóng dáng KT, âm thanh rộn ràng cùng với sự tham gia đông đảo của bà con các nơi về dự hội đã góp phần đánh dấu một thời điểm quan trọng trong năm của người Chăm, thời điểm diễn ra lễ hội KT truyền thống. Những giai điệu âm thanh dân gian quen thuộc và sôi nổi như nói lên tiếng lòng của người Chăm ở mùa KT về. Tất cả tụ lại trong những tinh hoa nhất cùng đón chào và tham gia vào không khí náo nhiệt của lễ hội các đền tháp. Người Chăm cũng như các cư dân nông nghiệp lúa nước Đông Nam Á luôn nhìn vũ trụ bằng quan niệm âm dương, cấu trúc lưỡng hợp ấy đặc biệt thể hiện phổ quát ở người Chăm. Bởi vậy, họ luôn chia sự vật ra làm hai nửa, ngày đêm, sáng tối, Linga và Yoni. Tất cả những quan niệm đó đều được biểu tượng hóa từ văn hóa vật thể đến phi vật thể mà chúng ta có thể nhận thấy ở khắp mọi nơi, từ kiến trúc điêu khắc đến nghệ thuật biểu diễn. Tham Gun là ông cụ gây, tức là ông Papan gây, thì Pôn băng một cây, Tha băng một cây cả buồn này, Tòa băng một cây cả ông anh, Năng ca mừng hậu phẩm lì, mùng lăn băng tôi to, băng tôi, ấy giờ mùng chay hoặc mùng bò ông. Thì chăng mùng bố nai bằng bò ga, ta mùng bố ôn, mùng bố thật, mùng bố chay bằng đầy, ta phạm ni bằng bạc làm gôn, khang chạy bụi là phạm ni bằng mũ cây bằng bạc làm gôn, hồ bằng ba năm hồ ô. Thì giam năn nhá là làn tê, làn bố giang mơ, bằng thì thịt gôn, tổ bui là cô nương gầy băng thịt năm như là nhớ kha chạy vợ. Lễ hội KT là một trong những lễ hội đặc trưng cho việc cúng tạ đất trời, thần nhân, tiên tổ. Vì vậy, ở khắp các tháp, công việc của những sư cả thầy các thờ luôn tất bật nhộn nhịp, vì môn phái của họ được xem là một trong những tín ngưỡng ra đời sớm nhất của người Chăm. Những chức sắc này có trách nhiệm trông coi đền tháp và tổ chức các nghi lễ tế. Ngay ở bên trong lòng tháp, nơi tổ chức đại lễ là một linh vật Linga và Yoni. Trong lễ tắm tượng, mọi người hứng lấy nước tắm để bôi lên đầu và thân thể để cầu mong cho sự tốt đẹp. Tất cả những biểu tượng phồn thực ấy chỉ cầu mong sự sinh sôi nảy nở của con người, vật nuôi, cây trồng, mùa màng tốt tươi.
Tiếng hát lễ của thầy Cát Thờ và sự kết nối ngồi đồng của bà Bóng là cả một nghệ thuật diễn sướng đạt đến đỉnh cao của sự linh thiêng, như sợi dây nối trần tục với thần linh. Kt là lễ hội quan trọng nhất của người Chăm trong năm. Lễ hội Kt diễn ra vào cuối thu, lúc mùa màng đã thu hoạch. Đây là biểu hiện sơ khai nguyên hợp của nghi lễ nông nghiệp lúa nước. Xưa nay, người ta coi Kt tương tự như Tết Nguyên Đán của người Việt. Trong Đại Nam Nhất Thống Chí có đoạn viết: tục Chăm thì hàng năm cứ tháng 10, tức như tháng giêng của người Kinh, làm Tết. Đến kỳ sắm đủ cổ bàn cúng tiên tổ, hội khách khứa bạn bè. Đoạn trích trên đã coi lễ Kt như là Tết Nguyên Đán của người Kinh. Người Chăm có rất nhiều lễ hội trong năm, nhưng đây là lễ hội lớn nhất. Tuy nhiên, Tết Nguyên Đán của người Kinh là Tết năm mới theo âm lịch, còn Kt là lễ hội lớn trong năm, đối lập trong thống nhất với lễ hội Chà Bùi. Lễ hội Kt nói riêng, hệ thống lễ hội đền Tháp Chăm nói chung, chính là dịp cho người Chăm phô bày sắc thái văn hóa của dân tộc mình. Chính vì vậy mà lễ hội không chỉ đem đến cho người dự hội những vẻ đẹp của tháp Chăm cổ kính, những sản phẩm của nghề truyền thống nông nghiệp qua lễ vật dân cúng, mà nó còn trình diễn trước công chúng cả một nền ca múa nhạc dân gian giàu bản sắc riêng. Sau khi lễ Kt ở tháp kết thúc, cũng là lúc mở đầu cho Kt ở các gia đình của sư cả. Người Chăm dù theo đạo Bà La Môn hay đạo Bà Ni, thì sư cả của hai đạo luôn có vị trí và tiếng nói của họ quan trọng trong cộng đồng. Vì vậy, các lễ hội luôn phải được các vị sư cả định ngày tháng. Kt phải luôn ăn ở các gia đình sư cả trước, để sư cả mời các vị tiền hiền chứng kiến, mở ra không khí cho cả làng chung hưởng Kt. Từ đó các đền làng thờ các vị thần dân gian và dân tộc được thắp lên không khí lễ hội. Trước ngày lễ, dân làng phân công nhau quét dọn đền thờ, nhà làng, chuẩn bị sân khấu, sân bãi. Làng xóm như thay da đổi thịt. Cùng với việc trên, một bộ phận khác chuẩn bị lễ vật cúng thần. Thì ngạm bồn như đây là mấy qua rất phùi. Rất phùi, phấn khởi. Mai là tôm thịnh phô, mai tơ như là nọ này, mai tổng cọ như là cầu như là nim băng ngui. Ta nước Chăm thì ấy, đặc biệt là như thế này. Thì dăm lâm đi là mấy qua mà thỏa mai cái lố. Cho đông các làn mà ngạ băng á, là thun ni á, là mấy qua thì ngạ băng là rất xam. Như là tràn nim, ngân tràn nim, da như là tai bi. Vỏ trài á, là nhô cây như là quả cây, ngạ băng rất xam. Vỏ như là tiếc lo là cái chỗ á, là da thị trường trài á, là mấy qua phan khuyển. Nhu đạt nhu cầu tôi như là chi phí không? Buổi sáng ngày lễ, mọi người làm lễ cúng Kt ở nhà làng để cầu mong thần linh phù hộ cho dân làng làm ăn phát đạt. Tương tự như người Việt, mỗi làng Chăm đều thờ một vị thần riêng. Lễ Kt ở làng Palay là dịp tụ họp các vị bô lão chức sắc, trí thức, thân hào nhân sĩ Chăm. Tất cả người dự lễ đều cầu nguyện với thần làng phù hộ độ trì cho dân làng sức khỏe bình an, được mùa màng và thịnh vượng. Kt làng cùng với Kt gia đình đang xen ở các làng Chăm tạo nên một không khí sôi động trong mùa hội. Thông thường, Kt làng được chọn là ngày đẹp nhất trong tháng, sau đó các gia đình chọn lựa các ngày còn lại trong nửa đầu tháng 7. Thông thường là vào thứ ba, thứ tư hay thứ bảy, chủ nhật. Kt là lễ hội biểu hiện của một nửa cấu trúc lưỡng hợp thuộc về dương, đối lập với yếu tố âm là lễ Chà Bùi. Người Chăm cũng như các cư dân nông nghiệp lúa nước Đông Nam Á luôn nhìn vũ trụ quan bằng quan niệm âm dương. Cấu trúc lưỡng hợp ấy đặc biệt thể hiện phổ quát ở người Chăm. Vì vậy, lễ hội Kt được người Chăm xem là lễ hội cúng tạ các vị nam thần và phải được tổ chức vào nửa đầu tháng 7 Chăm lịch. Các gia đình tổ chức Kt cũng phải thực hiện vào các buổi sáng cho đến trưa, chứ không được tổ chức qua chiều tối. Đối lập với nó là lễ hội Chà Bùi, mang cùng ý nghĩa như Kt, nhưng Chà Bùi là để cúng tạ các vị nữ thần. Những gia đình cúng tạ đều phải thực hiện vào nửa sau tháng 9 âm lịch, tổ chức vào lúc chiều tối.
KT gia đình tháng 7 là nơi tập hợp của dòng họ. Đối với người Chăm, các gia đình trong cùng một họ, chung cùng một chiếc atau, sẽ chỉ có một gia đình đứng ra tổ chức cúng tế KT. Vào năm sau, một gia đình khác trong cùng chiếc atau đó sẽ đảm nhiệm vai trò này, luân phiên nhau tổ chức cho đến khi vòng quay lại về với gia đình mình. Điều này diễn ra từ ngày xưa và hình thành nên thói quen cho đến tận bây giờ. Nhiều người cho rằng do ngày xưa điều kiện khó khăn mà mỗi lần tổ chức cúng lễ thì rất tốn kém nên các gia đình chia sớt cho nhau. Nhưng nhiều người có tư tưởng thoáng hơn thì cho rằng cúng tế KT là nghĩa vụ của mỗi con cháu và từ đó sẽ nhận được nhiều phước lộc từ tổ tiên ông bà. Vì vậy giờ đây, các lễ vật dành cho việc cúng tế tuy vẫn thực hiện theo truyền thống, nhưng ngày cúng tế gia tiên đã trở nên rộn ràng hơn rất nhiều. Lễ hội KT là một lễ hội cộng đồng mang tính chỉnh thể nguyên hợp gần như trọn vẹn. Lễ hội chứa đựng tất cả các thành tố dân gian như phong tục, tập quán, lễ nghi, tín ngưỡng, âm nhạc và tri thức dân gian. Nó thể hiện sự tổng hợp về năng lực tổ chức điều hành cao trong thống nhất. Nhờ vậy, khi lễ hội diễn ra, tất cả các thành viên trong cộng đồng đều ý thức được những công việc của mình và không ai bảo ai. Họ tự giác thực hiện những phần việc được xem là mặc định đó. Đối với các đền tháp, người ta đều tự nguyện đến cống hiến sức lực của mình. Các cụ, các bà đến ngày này đều tập trung tấp nập về các đình để phụ việc. Từ việc bếp núc, làm lễ vật, đến việc trang trí, tiếp đón khách phương xa, dù rằng mỗi ngôi đền đều có tổ chức hội. Còn đối với các gia đình, người ta tập trung về giúp nhau, đi kèm với đó là các phần quà như bánh ngọt, trà rượu, mọi người cùng mang đến làm quà mừng nhân ngày KT của gia đình. Lễ hội KT nói riêng, hệ thống lễ hội ở đền tháp Chăm nói chung chính là dịp cho mọi người Chăm phô bày sắc thái văn hóa của dân tộc mình. Chính vì vậy mà lễ hội không chỉ đem đến cho người dự hội những vẻ đẹp của tháp Chăm cổ kính, những điệu múa uyển chuyển như thoát thai từ dáng dấp của các vị nữ thần, mà nó còn cung cấp cho khách tham quan những món ăn đậm đà hương sắc làng Chăm, những sản vật gắn liền với ngành nghề nông nghiệp đặc sắc. Lễ hội KT có quy mô và hình thức được coi là lớn nhất trong hơn 70 lễ hội của cộng đồng người Chăm. Lễ hội không chỉ gắn với đền tháp cổ kính, nơi lưu giữ những giá trị kỹ thuật và mỹ thuật cao nhất của nền văn hóa Chăm, mà còn gắn với lĩnh vực khác của văn hóa như đồ cúng tế, y phục, nhạc cụ, những bài thánh ca, ca ngợi các vị vua hiền có công với nước, với dân. Nền văn hóa Chăm, cái nơi mà KT được nuôi dưỡng, là nền văn hóa chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ. Song KT lại là biểu hiện một lối đi riêng, một sự tiếp thu trộn vào của văn hóa bản địa. Lời ca trong hát lễ không phải chỉ là các bài kinh cầu thần Shiva, mà là những tráng ca, ca ngợi những vị thần núi, thần sông, thần mặt trời, thần lúa, các vị chay, bô hiền, những người đã có công trong việc đưa lại ấm no hạnh phúc cho dân lành. Ca ngợi thiên nhiên đất nước, kể về công việc dẫn thủy nhập điền, công việc đồng áng mùa màng, cầu cho mưa thuận gió hòa, kể tên trăm hoa, trăm quả, cầu mong cho cuộc sống thanh bình, yên ả, chốn Plei Chăm. KT là một lễ hội dân gian đặc sắc trong kho tàng văn hóa của cộng đồng người Chăm. Lễ hội còn là dịp để những người tham dự được thưởng thức một nền ca múa nhạc dân gian với phong cách độc đáo. Những người tham dự lễ hội được hòa cùng điệu múa của các cô thiếu nữ Chăm, say sưa cùng tiếng trống ghi năng và giai thanh của Saranai réo rắt. Ở các làng Chăm, đêm KT huyền ảo tập trung về các ngôi đình thiêng của làng. Trong không khí trang nghiêm tốt mật, giọng điệu ngâm của các ông ca thờ kể về công tích tiền nhân, hòa trong điệu múa của các vị chức sắc. Sau đó, người ta như lạc vào thế giới khác trong điệu múa chung của cả cộng đồng. Trên các đồi tháp nắng, loài hoa ta cà lào vẫn cháy lên cùng nắng và gió, nở rộ và tỏa ngát hương thơm như tâm tình của người Chăm vào mùa lễ hội.